Kẻ sống lâu trăm tuổi, người sống cát cỏi vài tháng.
không ai đi lại được, không dịch của nào nâu lên được sợ nào. Như vậy, lời cảnh cáo dành cho tất cả mọi người, bất cứ ai, dù già hay già trẻ, cũng đều phải luôn tỉnh hay sẵn sàng cho giờ sau nhất của mình, bởi vì không biết ngày nào giờ nào. Cách đi với những người cao tuổi càng cần ý thức hơn, đơn giản, bởi vì người già thì thường gần đất xa trở hơn người trẻ. Những số liệu cho chúng ta thấy có là những số liệu lão hóa, chân chậm chân chậm, mắt mờ, răng rụng, tai ngã hay quên, da nheo, xương cốt cầu nhức. Nếu chúng ta tin ý ra thì muốn nhận ra rằng cái già bắt đầu sơ hơn và cái chết cũng đến đây. Mà nghĩ đến chết là phải nghĩ đến đời sau, đến từ công luận tội, nghĩ đến phần thưởng đời đời, ta sẽ cố tu tâm tiến lên lập công đền tội. Nghĩ đến sự luận phạt đời sau, ta cần phải tránh tội, tránh làm điều xấu, tránh làm hại tai nhân. Việc làm trên không trần trừ được, phải làm ngay, phải làm cấp thời, vì ta không biết ngày nào giờ nào. Kính thưa cộng đoàn phụ thuộc, hôm nay chúng ta tham dự lễ an táng cho bậc tổ an táng đạo thị quý với 78 bác sống trên trần gian, và chúc cho bậc tổ những cái dấu hiệu để cô sẵn sàng cho ngày sau hết của mình. Bệnh tật tuổi già rồi những đau đớn vì cơn bệnh vân vân, tất cả đều là những điều báo trước. Nhưng trong cuộc đời bà Anna cũng đang chuẩn bị cho ngày sau hết này, bà cũng lo cho vào trách nhiệm trong đời sống gia đình, cũng tận tụy hy sinh lo cho vợ chồng con cái gia đình, là người và là con Chúa hết quân thể, rồi cũng chu toàn trách nhiệm không những của một người vợ, người mẹ, người bạn trong gia đình, mà cho cộng đoàn giáo xứ cũng sẵn sàng chia sẻ đóng góp công việc chung, tham gia hội đoàn Lizio Vinh Đồng Đăng, rồi với giáo công thanh niên của mình, và cũng làm bảo hộ tập những chức vụ để phụ giúp cho khu họ, đặc biệt cho những gì dễ lớn để trợ giúp cho công việc của bản thân tốt đẹp, và không chỉ bộ khóa suốt 3 khóa liền, khóa 7, khóa 8, khóa 9. Và trong gia đình, rồi cũng có những người cùng tham gia công việc chung, người em trai, người con rể, vân vân, cũng là những người ở thành viên trong ban thường vụ của giáo xứ. Và nhất là những ngày sau này của bà cũng đã phải dâng những hy sinh vì thời gian bận rộn làm trên giường bệnh, chắc chắn bà cũng phải chuẩn bị cho ngày này, những ngày sau cùng của mình. Chúng ta tin tưởng vào lòng xót thương Chúa và cầu xin Chúa rủ lòng thương đến người thân của chúng ta đây, để xin Chúa bái thương đất nước thịnh phạt và cầu nguyện lòng biết từ của Chúa cho linh hồn bà vợ Anna sớm được nhận thương Chúa. Đồng thời qua cái chết của bà vợ Anna cũng là dịp nhắc lại mỗi người chúng ta cái sự báo về cuộc sống của mỗi người, đó là rồi có ngày chúng ta sẽ phải nhắm mắt xuôi tay, vậy chúng ta hãy sẵn sàng cho ngày sau đến của mình.